Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nguyên tắc vận hành, nguyên tắc hoạt động của một PUC. Ở đây mình nói chung chung tất cả các PUC và mình sẽ nói cái đơn giản nhất ha. Thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ đơn giản nhất thôi, gồm có cái ba cái khối. Nó được nối tiếp nhau và tác động qua lại với nhau. Cái sau đây có một cái vòng khép kín. Ở đây là kiểm tra cái trạng thái ngõ vào. Đây là thực thi cái chương trình. Đây là cập nhật cái giá trị của là thì cái quy trình mà hoạt động của một cái bom PUC là đầu tiên nó sẽ kiểm tra giá trị ngõ vào và sau đó nó sẽ từ những cái thay đổi của ngõ vào nó sẽ thực thi chương trình và nó cập nhật cái giá trị ngõ ra. Cái một cái vòng quét này á, các bạn thấy vậy nhưng mà nó trong vòng mili giây thôi, chứ nó sẽ quét quét từng vòng từng mili giây. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái kiểm tra giá trị ngõ vào, kiểm tra trạng thái ha, trạng thái ngõ vào. Thì PUC sẽ xem xét từng đầu vào để mà nó sẽ xem xét từng đầu vào để xem xét cái đầu vào đó bật hay không và ghi cái dữ liệu vào vùng nhớ của chương trình. Và cái thứ hai á là thực thi chương trình, thì sau khi mà nó quét cái giá trị ngõ vào thì PUC sẽ thực thi thêm một lần chương trình của bạn tại một cái thời điểm của vòng quét á, là tầm vài mili giây. Và kết quả thực thi này nó sẽ lưu trữ cho bước tiếp theo, đó là cái bước thứ ba là cập nhật cái giá trị ngõ ra. Thì PUC sẽ cập nhật trạng thái các cái ngõ ra dựa trên các cái đầu vào được bật trong bước đầu tiên là bước 1 này. Và cái kết quả thực thi của bước thứ hai sẽ hiển thị cập nhật ở trạng thái ngõ ra. Thì để ví dụ mình sẽ đưa cái ví dụ chúng ta có một cái ngõ vào là Y0.0 của con PUC Siemens là Start. Rồi mình viết chương trình đơn giản và output là Q0.0. Đây là đèn. Thì các bạn bật thì nhấn cái nút nhấn, thì cái này lấy bước 1. Cái vòng quét đầu tiên nó sẽ phát hiện là cái thằng cảm biến hay là cái công tắc ở đây lên mức 1, và cái chương trình nó sẽ thực thi ha. Nó sẽ thực thi cái câu lệnh này là từ cái này lên mức 1 thì cái này sẽ lên mức 1, và cái update của chương trình nó sẽ cập nhật cái này bằng 1. Nó sẽ quét từng mili giây vậy. Thì cái thời gian quét của PUC đây là cái quá trình đọc cái giá trị, từ cái giai đoạn đọc cái quá trình giá trị ngõ vào đến cái giai đoạn thực thi chương trình và đến giai đoạn cập nhật cái chương trình đầu ra. Và quá trình quét nó sẽ quét từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Thì để ví dụ cái thời gian quét thì nó cho biết là cái bộ điều khiển của các bạn phản ứng như thế nào với các cái giá trị được nạp vào, và nó lên cái bộ điều khiển của bạn hoạt động nhanh hay chậm. Có một số các cái yếu tố mà làm ảnh hưởng tới cái thời gian quét là thời gian quét nó phụ thuộc vào cái độ dài của chương trình. Thứ hai là thời gian quét nó phụ thuộc vào các cái hệ thống IO của chúng ta là cái độ dài của hệ thống IO chúng ta, cái đường dây chúng ta xa hay ngắn. Và
cái thường thì cái thời gian cần thiết để một phát một chương trình là tầm 1 mili giây cho tới 30 mili giây. Ở đây mình nói lại cái nguyên tắc hoạt động của QC là đầu tiên nó sẽ quét những cái giá trị đầu vào, ví dụ đây là những cái ngõ vào, và sau đó cái chương trình nó sẽ thực thi, và sau đó nó sẽ test những cái giá trị ra ngõ ra ở đây. Kết thúc tại đây, chúc các bạn thành công.